Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 12 tháng 8 mình có một cái video là hướng dẫn các bạn nhận 0.5 token NFT BOX và token VXX nè bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần phải khớp list phần link mô tả với video mình khai báo link phong để token phân phối nha các bạn. Thì phân phối là rồi trước khi các bạn đã khai báo trên dự án là username Telegram nào thì các bạn điền username Telegram đó nha các bạn. Các bạn vào combot của các bạn kiểm tra nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn điền địa chỉ bên B Smartchain Bet20 trước khi các bạn đã khai báo trên Linfong nha các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi sau đó các bạn bấm gỡ. Như vậy là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn cập nhật dự án nhận 0.5 token NFT BOX đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.